Khi mà mới gặp gia đình anh thì em rất thú vị. Mẹ anh chẳng biết phải gọi bằng cô hay sẽ gọi bằng chị. Bất ngờ biết cô cũng là nàng dâu mới. Cứ ngỡ chuyện này chỉ có trong phim thôi, khiến bao nhiêu điều lại trở nên rắc rối. Vậy thế là sắp tới sẽ có hai cô dâu của anh và ba, rồi ta sẽ về chung một nhà. Sẽ có những buồn vui rồi cãi vã, mọi thứ vẫn qua thôi mà. Làm dâu thì rất khó nhưng cũng chẳng phải lo, mình cứ cho hết những chân thành rồi niềm vui sẽ có. Chuyện mẹ trong nàng dâu khó ai hiểu nhau, thế cứ luôn đau đầu. Trời ơi. Dạ xin lỗi thầy. Xin lỗi thầy thì đi trễ một chút ha. Bà hẹn tôi từ sớm tới bây giờ, tôi ngồi ở đây tôi đợi biết bao lâu rồi, bây giờ bà mới chạy tới bà xin lỗi là sao? Dạ thưa thầy, thầy đừng có giận nha thầy. Tại vì tôi kiếm thầy nhưng mà tôi phải đi dạo cái xóm này cho nó đàng hoàng tử tế rồi xong rồi tôi mới lại gặp thầy được. Dạ không có gì, mà nói gì còn cái bà không tin tưởng tôi hả? Hả? Dạ đâu có đâu. Muốn cái gì cũng phải tin tưởng thôi, thì tôi coi cái chuyện nó mới đúng được. Mà tôi nói bà nha, mốt hẹn tôi là hẹn đàng hoàng nha. Khách tôi mà bút tôi là cái sự sai sót là tính bằng giây, chứ không phải là tính bằng phút mà dài thòn lòn như bà. Dạ tôi biết cái lỗi của tôi rồi, bởi vậy tôi đến đây tôi xin lỗi thầy trước đó mà. Rồi sao? Chuyện sao mà tới đây trễ vậy? Dạ tôi mời thầy tới đây là cũng có cái chuyện là muốn nhờ thầy giúp. Giúp cái gì? Dạ thưa thầy, con thấy trong cái xóm của con hình như là có cái gì nó ám khí dữ lắm đó thầy. Dạ cho nên con mới thầy mới thỉnh thầy tới đây nhờ thầy giúp đỡ giùm. Ám khí? Dạ ám khí bao trùm hết cả một cái khu phố này luôn. Thầy đâu thấy gì ám khí? Tội nặng nề lắm bà thầy. Thật sự là ở đây khu vực này thầy không thấy cái gì ám khí, nó nặng nề mà nổi trội hơn bà hết trơn. Ủa nói vậy con nổi trội lắm hả thầy? Chứ còn gì nữa? Dạ thưa thầy, cái chuyện của con muốn trình với thầy nó là như vậy. Con nói thầy nghe, cái xóm này của con đó, con không biết là có phải bị người ta yếm bùa hay là người ta chù gì đó thì con không biết. Nhưng mà mới tối hôm qua, tối dữ lắm, không chăng sao gì hết trơn. Dạ để con tới gần con nói chuyện với thầy. Không có chăng sao gì hết trơn. Cái tự nhiên con thấy có một cái người, họ lén họ đi, họ đi vô chăm. Cái họ mới đào một cái lỗ, xong họ bỏ một cái gì xuống họ chôn. Họ chôn xuống đó xong rồi một cái đó hăng là họ bỏ họ đi. Trời đất ơi, bắt đầu từ cái giờ phút đó đó nghe, nó có một cái mùi gì mà nó xông lên tên nó hôi. Nó hôi như xác chết vậy thầy. Đó.
mà nó tung lên hết cả cái khu phố này một cái rồi. Trời ơi, bây giờ con biết là cái này là nó giáng tai họa xuống cho cái xóm này. Mà bây giờ con ở trong cái xóm này là con sẽ bị ảnh hưởng luôn. Bởi vậy con mới xin thầy giúp giùm cho con. Từ từ, bình tĩnh. Thầy có giúp được không thầy? Không xong rồi. Dạ là sao thầy? Nặng nhẹ thầy. Không xong rồi. Không xong. Trời ơi, tới thầy mà nói không xong nữa là không biết sao nha thầy. Thầy giúp giùm cho con đi thầy. Cái gì vậy? Tôi nói không xong á là cái app nè. Cái app này khi mà tôi tải về mà cái chuyện nãy giờ bà trình bày là trong cái app này nó không có nói rõ được. Thấy không? Nó không thể giải quyết được 100% cái chuyện mà gì xú quế gì hôi hám gì trong cái xóm mà bà vừa nói. Dạ. Thấy không? Bây giờ muốn cái gì thì muốn, để tôi tải cái app khác về. Không? Còn ấy không là phải dẫn thầy tới cái chỗ đó để coi cái tình hình, cái môi trường xung quanh nó hôi thối tới mức nào, rồi thầy mới có cái cách để mà thầy giải quyết được. À, tức là thầy nói là cái app chứ không phải thầy nói là thầy không có chữa được phải không? Cái app chứ không phải là tôi, trời đất ơi. À, nếu mà thầy chữa được thì con dẫn thầy đi tới đó liền. Nhưng mà bây giờ trước tiên cái gì nó cũng phải cụ thể, thấy không? Dạ. Phải nhìn thấy tận tay tận mắt rồi mới biết được cái tình hình như thế nào. Dạ. Rồi bây giờ á, dẫn thầy tới chỗ đó đi. Dạ, đi liền thầy. Dạ, đi liền. Để con xách cho. Chuyện của thầy không có cần giúp, cứ dẫn đường là dẫn đi. Dạ. Đừng có bợp chợp như vậy. Dạ, thầy đi. Theo con á thầy. Thầy. Trời ơi thầy, làm ơn thầy đi lẹ lẹ giùm tôi chút xíu đi, xong mà thầy cứ cà rề cà rề còn hơn đàn bà nữa. Tôi đàn bà tôi chậm chạp là phải rồi thầy. Nè, nữ xúc phạm thầy nghe chưa, mô Phật không được nói vậy à. Mà tôi hỏi thầy nè. Gì? Ngày hôm qua tôi chỉ thầy tới đây rồi mà tại sao thầy vừa đi tới cái thầy quay trở lại trở đi chỗ khác đi về là sao? Giải thích với nữ lần này là lần thứ 7, thứ 8 gì đó. Làm cái gì nó cũng phải đúng giờ, thấy không? Đúng giờ linh thì thầy mới có thể ra tay và trục xuất những cái gì nó không tốt, mang lại sự bình yên cho cái xóm này. Ừ. Ngày hôm qua nói chuyện với nữ xong là nó qua giờ rồi, cho nên thầy là phải quay trở về nhà nằm đợi tới giờ này mới qua đây cùng với nữ đến đây để giải trừ tà, hiểu không? Như vậy là bây giờ là tới giờ linh rồi, bây giờ mình bắt đầu mình hành xử phải không thầy? Đúng rồi đó. Thì bây giờ thầy đó đó, thầy làm giùm cái đi. Để từ 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 từ. Sao kỳ vậy? Cái gì vậy thầy? Sao mà tôi kêu này thầy đi kiếm đi mà cái thầy cứ ban cho người tôi hoài là sao? Trời ơi, nữ tránh ra, tránh ra, tránh ra. Cái la bàn nó định vị cái hướng, cái hướng, cái xú uế là nó hướng này nè. Nữ tránh ra coi, đúng không? Vậy là cái chỗ mà nữ nói là ai mà chôn cái đồ gì, cái mùi hôi thối nó làm cho ảnh hưởng tới cái xóm là đúng nó rồi. Nằm ở hướng này nè, đúng thầy không? Thầy ơi! Hả? Đâu phải hướng đó đâu mà thầy cứ bang bang nữa đó hoài. Đây nè, hướng của nó là tôi thấy rõ ràng là nó nằm ở đây nè. Bây giờ làm sao? Nữ nghe thầy hay là thầy nghe nữ? Phải rồi, tôi phải nghe lời thầy, nhưng mà cái này nó chỉ không có đúng. Bây giờ tôi chỉ đúng cho thầy đi thì thầy lại hỏi tôi là sao? Ý nữ nói là công nghệ thì công nghệ, nhưng mà đôi khi cũng phải có trục trặc đúng không? Đúng rồi, máy móc mà. Thôi được rồi, kể như là lần này là thầy chiều thí của nữ, thấy không? Bây giờ thầy sẽ nghe theo lời của nữ. Rồi, chỗ nào? Đó, ngay, nè, tôi thấy nó mò mò tở ngay đây nè. Đúng rồi, ngay cái chỗ này nè. Ngay chỗ đó hả? Ngay chỗ này nè. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Không biết nó chôn cái gì. Cái gì vậy? Thầy lại thầy nghe thử coi, thầy nghe thử coi. Giống như mùi xác chết quá phải không? Chưa nghe. Nghe cho thật kỹ vô thầy. Đúng không? Sao thầy nhăn dữ vậy thầy? Bà nội cha đó, từ lúc mà hành nghề tới bây giờ chưa bao giờ mà thầy ngửi một cái mùi gì mà thối như vậy luôn á. Bây giờ linh đúng rồi, bây giờ thầy đào nó lên đi. Thầy đào nó lên đi, chứ để không thôi để như vậy là hết cái xóm này người ta mang họa gì nó đó thầy. Thầy biết chân mềm phải không? Đúng. Thầy giúp luôn cho. Đó, cái này mới đúng là thầy chứ. Vô này phải không? Ừ, đúng rồi. Đào lên đi. Trời,
Cái này nó có cái gì đâu khó khăn đâu, giờ chỉ cần giỡn cái này ra là... Đúng, đúng. Đúng rồi. Nó. Gì? Nó đó, thấy không? Tôi nói trúng lắm mà, tôi đâu có nói sai đâu thầy. Trời ơi, nữ, cái miệng của nữ, lòng nhớ, khép lại. Cái khẩu âm của nữ. Khẩu hình của nữ khép lại chút xíu, cái âm lượng giảm volume lại chút xíu. Trời đất ơi, đang làm cái chuyện này mà la lên hú hồn. Tưởng đâu có gì. Trời đó. Thầy có gì đâu, đúng không? Dỡ lên thầy, dỡ lên. Đó, thấy không? Tôi nói đúng thiệt là đúng mà. Ta nói nghe, nó đào cái này nó chôn. Thành ra nó muốn trù yếm hết cái xóm này ha. Cho có... Hả? Đấy, kéo thầy vậy, kéo thầy ngồi. Đó. Trời ơi, thiệt là kinh khủng khiếp. Thầy ơi. Hả? Ngày hôm qua thầy không có tắm hả? Tắm mày. Chứ sao? Nói vậy là sao? Cái mùi đó là xuất phát từ cái hũ này nè. À, xuất phát từ cái mũi này chứ không phải là trong người thầy. Tắm mày hồi nãy thầy đi là ta lúc nào hả? Cái khách gọi cho thầy là thầy tẩy quế hết tất cả những gì trên cơ thể của mình. Hiểu chưa? Vậy mà tôi tưởng là xuất phát từ người thầy. Thầy nói thầy mở ra coi được. Trời ơi, thôi. Hả? Trời ơi. Mấy người đang làm gì? Cái đồ của con vậy? Đào cái này lên. Đúng rồi. Đây là cái mùi xú quế. Nó gây thối và nó làm ảnh hưởng đến sự bình an trong đây. Đây có lẽ là một cái khí độc, phải không? Một cái người nào đó mà yểm xị bùa vô đây để hãm hại cả khu phố này. Đó, cho nên ngày hôm nay thầy bảy món đồ nó đây là để trừ tà, để xua đi những cái gì mà nó không tốt cho cái xóm này, mang lại sự bình yên cho cái xóm này. Đúng đó con, đúng đó, ông thầy bảy là trừ tà mà. Trời ơi, con quạo à. Cái gì mà xua quế, cái gì mà bình yên, cái gì mà yểm bùa gì ở đây. Cái này là đồ của con mà, đây là hũ mắm của con mà. Hả? Hả? Trời đất ơi, thì ra cái mùi thúi này là của nữ hả nữ? Không phải của con, của mắm con. Hả? Mắm à? Thầy ơi, thầy sao vậy? Ủa mà mắm sao đem đi chôn kỳ cục vậy? Hả? Thầy bảy à, chắc là thầy ở bến đò cho nên là thầy không có biết gì mọi thứ xung quanh đúng không thầy? Con nghĩ là đôi khi là thầy cũng phải nên đi vòng vòng xung quanh để mà biết người ta sinh sống như thế nào. Đây là cái hũ mắm của con. Ở dưới quê á, người ta chôn ở dưới đất như thế này để người ta làm mắm sạch. Con đem ra con chôn ngoài giường này để con làm mắm, con bán cho nguyên cái khu phố này, con kiếm tiền để con chứng minh cho gia đình nhà con là con không có vô dụng. Mà bây giờ thầy làm như vậy là hư hũ mắm con rồi. Đây, đừng mở. Bây giờ hai người không tin đúng không? Con mở ra cho hai người coi. Ê, đổ. Ôi trời ơi. Đừng mở nữa. Đóng lại đi. Nó cái sạch bóc cái lên gì vậy? Cái này là hũ mắm của con. Chôn ở dưới này đủ ngày đủ tháng mới mang lên ăn được. Bây giờ thầy với tám đem khui lên như vậy rồi con mở ra như vậy thì hư hết hũ mắm con rồi. Sao hai người làm như vậy quá đáng với con lắm luôn á. Con sẽ mét. Con biết chồng con biết bà nội con. Hả? Chồng ơi, nội ơi. Trời ơi thầy ơi, bây giờ sự việc nó dở lẽ như vậy, bây giờ mình phải làm sao đây thầy? Trời ơi, thấy chưa, mỗi lần mình nhìn vô cái bản mặt của nữ là ta biết đó có điều gì nó khác với ta. Cái số của ta trời ơi, đến đây lần nào cũng xui hết trơn. Ủa mà sao vô duyên vậy? Hả? Trời đất, cái vụ này hồi nãy là thúi đúng không? Mình mới môi lên thôi, mình chưa có mở ra. Có nghĩa là nó chưa có đụng chạm gì tới bên trong. Nó đâu có hư đâu. Tự nhiên cái nữ đẹp nó ra xong mở ra xong cái hư hũ mắm. Cái đổ thừa giờ bắt kêu ta bắt thền là sao? Trời đất ơi, thấy chưa? Cái bản mặt của nữ lần nào cũng vậy. Ta đối diện mặt nữ là ta cảm thấy ta bị xui. Bây giờ chưa lấy được tiền gì hết. Mà phải bỏ tiền ra để đền cái hũ mắm nè. Tất cả là tại nữ đó.